Chừng lấy những chỗ mà đó chúng nói tí bay bắt đầu tiết những bạn gì bị chúng nói tí mua ấy gì bị data những information data data nó copy information mấy dương nó nói chúng nói tí pi cơ dương bạn gì bắt to để tôi chúng mua những data storage data pi này để dương store data dương từ cái khác pi về process về từ cái thứ ấy khác như thế nó nói chúng nói tí bay dương gì bị development of storage technology chẳng say tới chia ca ấy cái ca bị word từ lớn ấy cái bạch trai cái vị trí storage trên những đăng ấy tha storage architecture cứ từ bán vị vọt rồi có áp vị vọt bị traditional storage để những bạn khơi những cái này đi cho nên bọn bờ hà sấp những cái vị vọt bị traditional storage từ căn external storage từ căn storage network hay là distributed hay là cloud chế traditional storage ban này thầm mình ban này thay những miền đi mà đông như đấy đi chán rồi có ban này thay đi tẻ mũi rồi có just a bunch of this rồi có jbot để những miền đi nữa và toàn mà tiếp những miền external storage đây là external storage chính cứ chỉ từ tới cái refer với từ trên dash ok với bây giờ bạn vậy nó không nếu chúng ta nói DP mình đang cứ ban dương ban DP direct attached storage trên direct attached storage chúng tới vì chia là cái nào paid external storage này với dương ban về thảo viết chỉ external storage man còn tại vì on connector network vì on connector network đôi gì đôi fabric attached storage mình đang ban riêng vì dash hay là fast fast cứ chia fabric attached storage dial ban api board nếu không chỉ làm đi trên dash record direct attached storage nếu không slide nên người ta vì áp vọt đang bị chỉ làm bom rồi cái sự bom bay high storage air storage network đại dương refer tới thay chỉ fast record fabric attached storage nên develop nếu không chỉ làm một bom bom rồi cái sự chỉ từ từ chỉ tôi tới là bà sân chỉ dùng JP storage network dùng offline JP xe này ok chân sen chỉ tôi tới chia technology dial mainstream hai sen bên nào đó bên nào về develop the bộ cứ về base từ fiber channel protocol làm bài transmit data hai trong cái technology trong cái bàn về move về FC nữa mà cần IP đại gia đại cái Ethernet cứ popular miền switch capacity thống hay miền switch ra mà tiết đa cái thứ là nằm bấy build xe chẳng chỉ tôi tới technology FC cứ can tới unpopular tới unpopular getting unpopular and unpopular chẳng chỉ tôi tới IP cứ chỉ technology để mau khỏi FC chẳng FC vì chỉ technology một mà là technology dựng ai dạy thảo về trả chiến IP chứ mà tôi bị dựng miền thảo oh, traditional storage dựng miền external storage đại vì cái gì cái chế bọt chứ này nó có cái bà cắt riêng storage thì bốn khởi nhập bị nông ấy cứ chế bọt chế bọt nó cứ just a bunch of disk just a bunch of this just a bunch of this bunch of this you mean storage array mean hard disk nó không chết hơi chừng ai combine đi nâng chỗ kia represent the host chừng dương đừng riêng concept nâng nâng cao thì đi ở đây chúng còn là đó chỉ concept khác khác chừng dương move traditional storage external storage you mean storage network based on the SAN rồi có based on the based on the SAN đại bà bà protocol P thông thông đại diện tại network cứ FC hay là IP chúng nói trong cái đó dương miền distributed storage chỉ tu tới a distributed storage nên cứ bà bà nó không context cloud hay là big data application đại chia bài chạy bị chia và lại thay advanced global storage cho nên cứ chỉ history chia bộ vật robot store architecture
là việc develop bị traditional thì can distributed storage giống như mình step bộ ấy nhé, step mỗi step bị step bay đó step thì buồn. Trên cái nông cái này cứ kia như vậy bị cao bị what bị đi từ khăn đi array trên cái nông server bên này đã ở toàn miền external và này thì việc pra đi luôn ấy trên cái nông server nó vừa có cho miền CPU miền RAM đã tốt xong ra process hay những buffer đảm bấy IO đi cho lang bị không đi nữa. Bởi toàn mới tiết dương mình development đòi dương ai add external storage bán là storage mà chăm bạch nơi thật nông server này thế dương ai add external storage bán dial vì mình này kì vì mình CPU vì mình RAM vì mình disk hai trong ground port à chống anh ấy cứ chế bọt là dùng prap này thật nền mình nâng just a bunch of disk just a bunch of disk nâng bạn này thà việc quản là chia combination of disk đi đang đã cho cái này trở nên tới we form tới chia bunch of this đối bunch of flower chứ này là cái bunch of flower cứ bạch cả tập này cứ bạch đi just a bunch of this trên cái nông early external storage we add move the can storage array storage array bạn này tham mấy we mean from just a bunch of data we mean controller that most likely dương nâng riêng nâng khổng khó nâng cứ dương nâng riêng nâng mùi ní dương nâng riêng story array đã miên controller that controller respond okay management rate controller group khổng đi optimization technology chẳng tức vì miên chẳng nâng khổng controller này chẳng bên đây ta development là hô tăng bì đi đã dương pra nâng lưu server dương pra external disk jbot chỉ những ai gì tha anh ấy cứ chia dash anh ấy cứ chia send ok anh ấy cứ chia internal disk chứ bởi dương vô concept storage evolution là dương talk khám mục mình nữa cứ dùng mình internal storage bởi này là server nữa pra đi nếu không server của anh toal là dương hạt internal storage hay dương miền dash dương miền dash là chia external storage và đang ở trong cắt network y tế chứ dương miền đi trả ơn đã nơi lại chứ tôi tới jbot cũng bất tử tha nó không còn thay sắp ngay vì sơ mình bị giỏi mến vẫn tại vì ai đó sẽ lại bao nhiêu hay dương bàn trả này khá vì muốn với jbot chứ tôi tới ai support rate technology chứ tôi tới ai support rate technology cứ redundant array of independent disk chứ bàn này tha ai thử red 10, red 5, red 8 chẳng đấy. Chỉ tôi tới vì ai vì miền technology bài nâng xâm rạp JBot. Tại bên này là dưỡng move từ can storage array cứ dưỡng nâng miền feature và time nâng nâng nâng. Hai vì chỉ tôi dưỡng hai vì thật chia storage area network. Chẳng là lâu dương mơ nực lại ní kê bà hàn dương bì process nực nông ca converge technology bì ở chỗ tực nông controller tại tại mùi cho nên bà sân như dương dây bì SAN dây bì NAS dương có trời dây bì DAS này bà ta slide ní và bật bì đăng tập bật chân dương trời dây bì DAS này cho nên nông bà dương dây bì characteristics DAS data vi kì ở center line vì scatter trên data robot dash at centralized đấy trong ba cái mu mà pin với centralizing là data bị connect through network chứng như có tới vô đây thà ta hai đấy bạn cái trang bài miền san hay miền nas trên chỉ concept cứ thay như tới cả for data sharing data to share between different hosts, different customer. Mùi tiết bên này là những miền technology bên này, những ai improve
resource utilization. Hai mũi tiết bởi dương pra dash anh đi bởi này ta low distance chỉ tụ tới bởi dương chọn connector dash tụ dương connect chuộp mà này ta system bởi dương connect chuộp cho mùi nâng dash system từ việc ai communicate bạn mà ta chung bố nát hơi nâng send theoretically cứ speed xong tốt theoretically bandwidth cứ xong tốt theoretically distant cứ unlimited api này that's why we run on the top of network cứ có bật sân chia nó có FC cái ai nó có fiber channel cái ai mình chia recommendation distant này xem xin but theoretically chung bộ IP cứ bật sân chia we run lơ IP theoretically cứ unlimited distant can copy dash trên nó có nó cái này nâng cứ dân khơi tha storage bị mốn bên là đài về support cứ về support đặt xe này storage khác dân tên máu support tầng này phần tay đầm bởi ai system nâng will work well cho mùi kia storage đài nè tạo này ai rô ban là lỡ cứ ai support api nâng nơi có nông device tay tay mùi trên nè tạo này ai rô ban mạc bộ server same ở xung tốt mạng bỏ storage same đã support tại sáng hay là mạng khá tiết support tại này trên storage ở lấy những cái thà storage vendor chẳng đã support unified storage bởi thà vì support tấn NAS hay là vì support tấn SAN chẳng nơi có nông controller tại mối cứ vì support SAN phó support NAS phó cho nên cái hai ta chỉ separation to conversion separation bạn ấy thầm ấy separation bạn ấy tha viên nâng separate feature này bạn ta cái này nâng converge bạn ấy tha unify send hay nâng NAS nâng nâng controller tại tại mùi chả lấy những chỗ mà đào concept mới tiết cứ distributed storage cho nên không distributed storage dùng miền storage node chán chẳng mấy nâng bà dùng vậy là này cứ dùng miền storage tầm mùi vậy và ta bà xin chỉ nói không concept distributed storage dùng miền storage chán đã storage tầng ổn nâng cứ nâng trở bàn connect tới front end network đã dùng bàn talk mùi kênh nâng khẳng đàm ấy front end network ghi chứa network đã direct connectly từ căn host mùi tiết dùng miền back end storage đã connect directly từ căn disk tớ vi provision từ căn host bàn nâng cái này kita physical resource are organized using software to form high performance logical storage pool. Chỉ tụ tới physical resource cứ prapra software đảm bảo bạc cái chỉ high performance logical pool. Chứ là tầng ở hắn we work chung mùi kia we mình work independent và nên thầm work mùi kia đảm bảo create high performance logical storage pool that I provide reliability high năng provide multiple storage service. Chứ nên cái chỉ concept thống robot distributed storage dial via prapra nằm bấy high performance computing được có high performance workload như thế chỉ tư tư distributed storage scattered data bạn này ta distributed storage main store data tại nơi khăn storage node tại mùi đi via store data nơi khăn ông network node chẳng chúng tôi ta data đã store nơi lơ cái này ní như tất bà sân dưỡng dễ bị storage dưỡng anh dễ khai thả bà sân chỉ dưỡng miền file Microsoft Word mũi nhưng chẳng là file Microsoft Word nâng bên đã dưỡng store nơi khăn storage chỉ tu tới viên mình store nơi khăn form file chẳng nghe bên đã viết store nơi khăn storage nâng bài viết tới chia chỉ tu tới nơi khăn virtual block virtualization kê nâng bài a word nâng
từ chia số môi số môi hay dân tới historic nâng store với từ chia chẳng đã chẳng nâng cứ distribute nó lỡ group storage đó cho mà này thay tu bây giờ mình file tu cái đó phần tái à data nâng ấy à data file với nâng ai nơi nín tích rồi còn nơi nín tích nhưng chẳng hay bàn data bỏ về cái thay vì scatter data chẳng data nâng trở bàn repay nơi lỡ storage same same kia nhưng chẳng hạ ca repay data nơi lỡ storage same same kia nâng bị ảnh nhạt ao gì kia bị ảnh nhạt ao storage nó mình redundancy với bên nào đây storage mùi down storage mùi tiết ai nơi handle data năng bàn với storage off vì sao ta miền red technology anh chẳng bởi chỉ miền storage mùi down data đừng lớn năng ai miền parity đã store nơi lớn storage node xin tiết mùi tiết mình trâm đặc biệt provide reliability đi vì ai provide workload sharing okay. Workload sharing bởi này ta bởi dân chỉ miền request mà chẳng storage đồng hồ ai work chỉ mùi cái này làm bây provide chỉ dù bình chẳng distributed storage nhưng cái thang nó không contact nó dọc dưỡng mình nghĩ thang nó miền application này tập ra storage node đó từ bởi này ta chỉ là cái này distributed storage nó lại đi chẳng bởi dân chỉ vượt bất có nhóm ở đa bàn thử project đã tôn dù mùi nâng paid storage bài này cho nên còn là chỉ concept đã multiple storage mình chia ra mình là storage chia ra đây còn là từ kia đồng bấy provide với ai provide với ai end user nếu nó lại những gì pi storage virtualization storage virtualization nơi cái lại này bạn này tham storage nó app virtualize đi bởi nó không store dùng mình đi chứ mà này thảo qua I virtualize physical resource được can logical resource bên nào đã dùng JP storage virtualization có dùng trên JP storage LAN này dùng LAN chỉ tụ tế kì chỉ logical unit dial trở bàn create bên nào đã create hai dừng dọc lán này từ provision ai client hai nâng server chẳng lán ai provision bài nâng với lán chỉ logical resource chẳng chỉ tu tới cái nâng cứ vì add virtualization layer được nông logical resource ở between logical resource hai nâng physical resource là by control storage device. Trên được nôn phong đáy bên nào đã dương ai provide logical resource từ căn client hay có dân trở miễn management platform lên đây. Được nôn lại này kinh dịp concept của cloud storage trên dịp tư tư cloud storage para cluster application chúng sẽ có cluster chụp này đấy bởi những gì bị contact cloud storage system chẳng vì ai miền distributed file system miền này chẳng thôi chẳng cloud storage system sẽ là different chia ngập pin này cứ object storage services chẳng bản thân chỉ nơi có nông paid storage system như thông mà đá cứ dùng provide block storage hay những file storage và tại nơi cloud storage application could be further provide object storage services. Trên dịp tư tới cloud system we combine multiple storage device chẳng mẹn miền storage device tầm mùi thế via chỉ combination robot storage device application hunting service. Dịp tư tới cloud computing cứ virtualize multi-tenant infrastructure. Virtualize multi-tenant infrastructure và này ta chỉ infrastructure để virtualize hay ai bán trái storage tui nâng từ căn tenant chẳng hạn. Anh nói là chỉ virtualize multi-tenant infrastructure. Chứ vì ai provide storage resource hay nâng scalability
chumpuh organization. Chúng tôi tới trong cloud era à là bọn nó trở ban converge. Anh ấy cứ chia bạn ấy thấy chia bịa đa describe cloud storage về converge về elastic bạn ấy thấy cả tài liệu được cả bật thoi resource nào mới cứ vì mình phiền gì xuống hay bị open open bạn ấy thấy mấy về support third party integration anh chẳng thấy nhưng cho đa chủng loại mùi tiết tại toàn chủng mùi nên storage media trong bài dân dạy pi storage media dân trời dạy pi hard đi ok cho nên không lại này cái khoản nào chỉ timeline thả hard đi bây giờ bắt đầu tăng bị chín năm đi một pound bồi hạ sấp từ đó một pound bồi hạ sấp đã đi chúng bây giờ khởi nơi không slide cái này nhưng khởi thay IBM cứ chỉ leader và sân dựng JP HD manufacturing bữa tối mà tiết HD vì mù tui tới HD vì HD giant và này là HD thốn là hồ tư HD đọc 4 inch HD đọc 7 inch vì tui tới hai HD đã ai can cho lang bàn vì portable bạn này tại vì ai chả lăn bạn để dùng para hạt đi để mình tổng hợp pi chơi pram bơi chơi pram hơi nâng pram chơi một phẩy pram chứ à pram chơi phẩy pram nhưng sơ khởi đấy với không chỉ vật bất cứ chuột phi chả lăn à pi chơi pram hay là bơi chơi pram chứ pi chơi pram ít hay là bơi chơi pram ít cứ chỉ tổng hợp một bộ đi chứ à pi chơi pram một thì là bạn đi như thế à bơi chơi pram với thùng như thế này vì ai thùng mới bơi chuyện vậy tổng tiết dùng miền micro drive là miền tu chương đăng hiện đây anh ấy cứ dùng para đỏ lỡ à pi chơi pram bơi chơi pram đi đa ra để dùng gì tu tới cứ miền tầm hôm à pi này bữa tối bị dùng gì pi history of HDD rồi có hard disk drive có dùng thì thường gì pi history of SSD đây chúng ta có SSD cái chia solid state drive chúng ta ban pallet ban ta as early as hard disk thì tôi thấy SSD ta ban pallet không phải vì liệu bao nhiêu chúng mới nâng hard disk đấy còn tại vì ở bây giờ dùng để sao tại vì thay pay chúng ta sao tại miền requirement chúng po high access speed SSD ta ban bên nội dung mà đoàn thiệt chẳng hạn đấy cứ chơi timeline đại SSD ta bàn một cách đợi cùng hộp xếp xếp kia chẳng thấy trong cái Samsung cứ chơi cùng hôn đại release laptop đã bà SSD chẳng chạp tăng bị nâng máu cứ miền SSD chạp đang popular tới chẳng nâng nâng chẳng bị bọn đọc thả lại ra bộ SSD ta bàn cho hoặc bác sĩ đã bán càng lãng chứng SSD trở bán Adobe bà nước nông laptop nước nông desktop hay mình trầm đập nâng nước nông critical storage infrastructure thì trên nước nông cái này dân dịp tỏ từ đó development of flash memory. Chúng mà dùng JP flash memory, dùng trâu dây tới đó cell. Bộ ấy flash memory cứ store data nó không cell. Chúng bên này để kinh dây tới đó single level cells, bạn này tham bạch single level cell vì cái chia flash memory technology đã pra cell mới store tục mà bịt. Chúng mà này thà mà cell smart nâng mà bit trong bên nam mà cell smart nâng mà bit vì store data mà giờ bàn chân đi ok hai bit lighted
Phần tay bên là đèl mà sell store ban và bit chẳng mà đây là vì miền long service life bộ ấy sell nâng bên là đã đi dry cứ ở sau ni vị trà này bởi tỏ mà tiết dương miền multiple level sell multiple level sell bạn này thả ai tràn bit bạn này thả ai multiple bit nâng nông sell là mùi nâng nông sell là mùi hồi mùi tiết là nâng technology đã dương tay đã bà rõ ngay cứ triple cell chứ mà này thành nó không mà cell việc đã bán 7 bit chứ nó không mà cell đã bán 7 bit bán này thành mà dương miền cell muối the line thì dương là muối số muối ok việc bán 7 bit chứ và toàn bộ tiết dương miền storage system of paid 3D TLC dương miền quad level cell chỉ đàm đã nếu cái technology same same tiết đã dương mình nghi nâng khơi nhỉ chúng nói trong cái này nó không chapter ở xong tốt nó không chúng ta tiếp bày nâng cứ dân dạy bì interface protocol chân interface chỉ tụ tới bên là đài hát đi trong communicate chứ môi nâng bus bởi này ta dân mình hát đi chân tới tại đâm nó không mà đồ bột bởi xa dân dạy nó không contact tui nó không bà đồ bột về tờ miền bus bên này thông minh tất đào cho chứ môi nâng xài anh ấy cứ chia thông minh bộ biết chẳng là con serial communication có anh ấy interface với cứ interface atta rồi có interface pata bề kia dương hai dương ai học về thay chia pata bề kia trường học về thay chia chia atta chứ này cứ chia traditional type of SSD nhưng chưa thả lời bạn rồi tiết SSD đã support parallel interface rồi có ATA nữa những protocol tổ ảnh năng ai cho được nhà đòi data nữa send chlong chlai chỉ mùi nữa hạt đi bàn chứ chỉ tu tới this interface connect this to host chứ laptop bỏ dương dường gì nó không narrow sense cứ connect đi para port ngon hơn chứ port để dùng bằng khơi nhông cú nó cứ port pata rồi cứ port atta hay này cứ chỉ port sata đi cứ chỉ port sata chứ sata cứ chỉ serial interface hay nâng pata cứ chỉ parallel interface chứ interface protocol cứ refer từ communication model đã require interface nó exchange information. Chính vì tôi tới đảm bảo cho exchange information, chúng ta đảm bảo protocol đảm bảo talk rồi cái này tôi bây giờ mà. Chứ mà này dương miền đi mũi, thay đi nâng cần này từ cần host, host nâng cần này từ cần application, hôn cái này thì cần application, cái này cứ disk. Cho nên ta bên là để application send command từ cần host, host thuê cả convert, bên này là thuê cả convert IO đến từ chia, và dùng para atta từ chia atta protocol làm bởi thằng mấy, ở trong trang bị đi như vậy. Và sẽ như dùng para sata host này từ convert command từ chia sata command làm bởi ở host này ai talk cho mình đi như vậy. Chứ vì họ copy protocol nơi khổng networking đấy nơi khổng storage protocol có yên tờ miền agreed protocol đấy đâm bày ai divide bị thọc rộng nhịp bạn chứ nếu cái chìa evolution ở xâm tốt cái chìa history robot interface protocol chứ interface protocol miền tràn được nhóm bàn lực đang khẳng lời chứng vì mình miền trầm tại
ấy kì mình miền trầm tài FC rồi có iSCSI rồi có NVMe đấy rồi có sao đấy vì miền đó NVMe over fabric đòi para over DMA vì miền tăng FC NVMe ấy chị đam là lấy những talk condition chỉ tới những ban gì tăng bị đa mà thà FC cứ chỉ very old technology chứ fiber channel we could chỉ protocol đại anh nhà đầu dưỡng send traffic nơi cái nó send network chứ nơi cái nó nơi cái nó cái lại nó cứ we bị vọt mà to tiết mà đó sata chứ sata son muối là dân đó sata son bay ấy chỉ từ tới bên là nó nên học như prapra đi chỉ từ tới dân pra sata bây giờ sốt cho nên con slide càng mốc đôi chị dân miến lì tà ràng lì đà thà hộ sát ta mua cho sâu nắng miến speed bởi mạng sát ta bây giờ sâu nắng miến miến speed bởi mạng nhưng chân bởi tốt bì FC dân miến iSCSI đà iSCSI cứ việc work đòi encapsulate SCSI command nơi lửa IP tổ mật tiết dùng miền technology được chia SAS SAS có pra SCSI command đấy SAS chứ dùng miền đó SAS 4.0 nếu không nâng dùng khơi thà miền NVMe chỗ không đây chứ tôi tới NVMe cứ chia bộ hạt đi đài miền bờ lớn đã ra tại vì run nó là PCIe lanes đại PCIe lanes tăng off về miền bốn một phép đó về miền mùi còn pi mùi còn bốn mùi còn bầm bay đập vào mùi trên đại sao tại NVMe run chỉ tụt tới là PCIe lanes đại miền speed cấp ok tổng mà tiếp dùng miền development là hot total 400 gig ethernet hay dùng miền FC 64G trên này không nói những khi ta FC cứ lose popularity mình đến là ra là ethernet miền speed càng được thông tới tận tới latency càng được tối tới tối tới trên FC càng tại out popular out popular tới là sao khi ai para technology đã mang chia FC đôi chia NVMe over fabric đào cả para RDMA rồi có remote direct memory access chứ tôi tới cứ para nằm bay remotely access SSD đây dân talk từ lời RDMA protocol nơi later slide chứ nó không lại nữa dân ai gì ta còn dân đăng ông bị history of interface protocol hai chấm bốn interface protocol same thing cứ dùng talk lời topic nè nơi slide và top top điện cho những cái tập hai chia dùng ai stop và nâng sân hay hai chia dùng ai bật to nơi màu mong đập mùi cho hay dân chăm chọc mong đập bì với dây riêng dù đây vậy chứ những ai xem ra phải chưa đập đập bay nên tí nhưng ai chỗ bên mong đập mùi chứ bà dân chưa miên xung nu hay những dù bó lý cái dân ai bị phía xa cái này bạn.